chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Travelers. Hành trình của chúng ta còn dài quá, mà đất nước nào cũng vô cùng thú vị. Thật khó cho mình khi không biết phải chọn điểm đến nào ngày hôm nay đây. À mà thôi, mình biết là phải đi đâu về đâu rồi. Chẳng là hôm qua có xem trận bóng của đội tuyển mà mình vô cùng yêu thích, mà đội tuyển này lại ở nước Anh. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vi vu đến đất nước Anh nhé. Chuẩn bị hành trang và bắt đầu cuộc hành trình cùng mình thôi nào. Anh là quốc gia nằm ở phía tây bắc của châu Âu, có nền kinh tế phát triển và thịnh vượng, được đánh giá là một trong những nơi đáng sống và là nơi lý tưởng để đầu tư cho việc học tập. Anh cũng còn được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đến Anh, bạn sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo và tận hưởng những chất lượng hàng đầu trong ngành dịch vụ nói chung. Anh hay còn được gọi là xứ sở sương mù, nơi nổi tiếng với những cung điện nguy nga tráng lệ, nổi bật trên đó là Birmingham với sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, hay là một London năng động với các trung tâm thương mại và các con phố tài chính sầm uất. Một tháp cầu trên sông thơ mộng như gợi cho ta những bình yên mộng mơ, tất cả những điều đó đã làm nên hình ảnh một đất nước đáng yêu trong lòng du khách. Đến Anh, đầu tiên hãy ghé thăm tháp đồng hồ Big Ben tại London. Thật ra Big Ben là tên nickname của quả chuông treo trong tháp đồng hồ thôi, còn tên gọi chính thức của nó là quả chuông lớn hay Great Bell. Tháp được hoàn thành vào năm 1858 và được coi như biểu tượng của cả London và Vương quốc Anh. Nếu muốn cảm nhận không khí hoàng gia của quốc gia quân chủ này, bạn hãy đến thăm cung điện Buckingham. Cung điện này được thiết kế tinh xảo, lộng lẫy, trang hoàng bậc nhất và trở thành niềm tự hào của đất nước này. Đây cũng là một địa điểm du lịch chính của London, hấp dẫn được nhiều du khách du lịch ghé thăm. Một địa điểm mà không thể bỏ qua khi đến Anh, đó chính là cầu tháp sông Thames. Giống như tháp đồng hồ Big Ben, nơi đem lại những giá trị to lớn về lịch sử. Bên cạnh đó, cầu tháp sông Thames cũng cho ta những trải nghiệm khó quên tại nơi đây. Thả bộ trên cây cầu dài 45m và ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố London vào lúc hoàng hôn sẽ mang lại cho bạn một cảm giác rất thi vị, bởi giữa sự ồn ào náo nhiệt mà vẫn có thể tìm cho mình chút bình yên thơ mộng hiếm có. Nếu muốn cảm nhận không gian yên bình, trong lành, hãy đến quận Hồ ở phía Tây Bắc. Đây là vườn quốc gia lớn nhất trong nước. Sự hấp dẫn ở đây chính là các hồ và đồi núi, được chạm khắc bởi sự xói mòn băng giá, đã mang đến cho du khách những cảnh quan ấn tượng và đầy cảm hứng. Đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho du khách khi muốn đi bộ đường dài và leo núi. Là nơi chứa đựng sự huyền bí, nằm cách thủ đô London hơn 100 dặm về phía Tây Nam, và là một công trình tượng đài cự thạch thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng. Stonehenge được coi là một trong các di khảo cổ học bí ẩn nhất thế giới. Nó là biểu tượng cho sự bí ẩn, sức mạnh và độ bền. Nếu đến Anh, đừng quên đến đây bạn nhé! Xem những bộ phim Disney, bạn luôn bị ấn tượng bởi những lâu đài nguy nga tráng lệ. Và nếu như muốn được mục sở thị chúng ở ngoài đời thực, hãy đến thăm lâu đài Windsor. Đây là một trong những dinh thự chính thức của nữ hoàng Elizabeth II. Không chỉ là nơi du lịch với cảnh quan hấp dẫn, mà còn là bức tranh hiện thực về một bối cảnh huy hoàng của lịch sử nước Anh. Ẩm thực của Anh được biết đến bởi sự đơn giản trong cách chế biến, chân thực trong hương vị và một sự đề cao chất lượng của sản phẩm tự nhiên. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên với cách mà họ làm ra một món ăn. Rất đơn giản, nhanh gọn nhưng mùi vị thì vô cùng hấp dẫn. Sandwich bò, Yorkshire pudding, fish and chips hay purple and squid chính là các món ăn mà bạn nhất định phải thử khi đến đây. Ngoài sandwich là món đã quá chính danh, thì các món Yorkshire pudding, fish and chips hay purple and squid đều là đặc sản mà chỉ tại đất nước này mới có. Chẳng cần nói về cách chế biến, chỉ cần biết rằng đây là các món ăn đã làm đốn tim thực khách là bạn đã hiểu về sức hấp dẫn của nó rồi đấy.
Giống Việt Nam, Anh có khí hậu bốn mùa rõ rệt. Tuy nhiên để đi du lịch thì mùa xuân và mùa hè là hợp lý, bởi đây cũng chính là lúc khí hậu và cảnh sắc của Anh trở nên đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, thời điểm này lại là mùa cao điểm du lịch nên mức giá cho mọi loại chi phí sẽ hơi cao. Chính vì thế, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí hoặc muốn cảm nhận trọn vẹn không khí của cái tên xứ sở sương mù, thì bạn có thể đi vào mùa thu hoặc mùa đông. Tùy vào ngân sách và tùy vào mục đích, hãy chọn cho mình thời điểm lý tưởng để khởi hành bạn nhé! Đến Anh, nhất định phải đi shopping cho đã. Đó chính là câu cửa miệng của nhiều người đã từng có cơ hội vi vu ở đây. Nhớ ghé thăm các địa điểm mua sắm nổi tiếng sau, chắc chắn sẽ mang lại cho bạn rất nhiều trải nghiệm thú vị. Vì sao ư? Vì những khu trung tâm mua sắm ở Anh vô cùng sầm uất. Đôi khi chẳng cần mua gì đâu, chỉ cần hòa mình vào không khí ở đây thôi cũng đã đủ thấy vui rồi. Ở London thì hãy ghé qua khu phố Knightsbridge, địa điểm mua sắm trao đổi đồ nổi tiếng, được người dân địa phương cũng như du khách vô cùng yêu thích. Hoặc nếu như muốn trải nghiệm cảm giác mua sắm đẳng cấp, thì hãy đến khu phố Burlington Arcade, nơi có những cửa hiệu sang trọng bậc nhất. Còn ở Birmingham thì không nên bỏ qua khu phố Jeweller, là nơi chuyên cung cấp những món đồ truyền thống, hoặc trung tâm thương mại Selfridge có kiến trúc độc đáo và là địa điểm mua sắm nổi tiếng, vừa là nơi tham quan ấn tượng khi du khách ghé thăm thành phố xinh đẹp này. Nếu như ở Manchester thì sao? Tất nhiên bạn sẽ phải đến khu phố Deansgate hay đường King rồi. Ở đây có rất nhiều cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng thời trang, thậm chí là những cửa hàng bán những món đồ siêu đắt đỏ. À, nếu muốn mua trang sức hay kim cương thì cũng ghé qua đây nhé! Xin visa du lịch nước ngoài luôn là công đoạn mà nhiều người cảm thấy khó khăn nhất. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng, để có được tấm visa du lịch sang Anh cũng không phải quá khó đâu. Điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị các giấy tờ theo nguyên tắc chân thực và đầy đủ, kèm theo đó là sự hỗ trợ của Travelers. Vậy là chắc chắn bạn sẽ thực hiện được chuyến đi của mình rồi. Hãy truy cập vào website www.travelers.vn hoặc gọi tới hotline 0901 733 888 để được tư vấn trực tiếp nhé! Đến Anh, bạn hãy đặc biệt lưu ý về văn hóa xếp hàng, bởi đây được coi như là một nét đặc trưng. Bạn không nên chen lấn vào hàng, vì như thế sẽ là vô cùng mất lịch sự trong mắt người dân bản địa. Còn về văn hóa đi lại, khi bạn nhìn thấy một taxi bật đèn sáng, tức là nó còn trống và sẵn sàng chở bạn, bạn chỉ cần giơ tay lên và ngả người ra khỏi vỉa hè một chút là được. Ở London thì khi vào taxi, đàn ông nên để phụ nữ vào xe trước và ngồi ghế dài, còn họ nên ngồi ghế gấp nếu cần thiết. Khi đến nơi, hãy ra khỏi xe và trả tiền qua cửa sổ phía trên. Ở Việt Nam, hai cảng hàng không phục vụ đường bay từ Việt Nam đến Anh và ngược lại, đó là sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyến bay chủ yếu được khai thác bởi các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Thai Airways và Singapore Airlines với tần suất hàng chục chuyến mỗi ngày. Tùy vào thời điểm du lịch mà giá vé của mỗi hãng bay là khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá vé và lịch trình tour, hãy truy cập vào website www.travelers.vn hoặc gọi vào hotline 0901 733 888 để được tư vấn trực tiếp nhé! Chương trình của chúng ta hôm nay xin được kết thúc tại đây và đừng quên subscribe cho kênh của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!